Rồi, mày bưởi. Chào tất cả mọi người nhé. Mai mình giới thiệu với mọi người một số loài mồi mà mình dùng để câu cạn gần hàm. Thì mình đã lên cả rồi. Tất cả các loài mồi này mình đã lên cả rồi. Và tùy tương trường hợp độ sâu khác nhau thì mình dùng những con mồi khác nhau thôi. Thì chỉ xin giới thiệu mà nói trước là mình giới thiệu cho những ai chưa biết, còn những ai biết rồi thôi nha. Xin phép đừng có gạch đá nữa mà tôi đấy. Thì đây là cả cái loài mồi mình đã từng câu và đã từng lên cả. Thì ở đây có những con cơ bản như thế này. Ba con màu hồng này chính là con fis-sen. Mình dùng loại 10g, 10g hay 14g hay 12g là tùy vào độ sâu của nước. Bởi vì loài cá này nó ăn nổi cũng có này, nhưng mà thường thường là nó ăn từ khoảng 1 cho đến 3 mét nước, tức là độ sâu đấy. Vì cá này là loài cá săn mồi ở nhiều tầng nước khác nhau. Sau vậy là mình tùy địa hình để mình tùy chơi đất để mình sử dụng con mồi bao nhiêu gram là nó phù hợp. Đấy, thì ở đây có thứ nhất là con fis-sen, thứ hai là con Orichi, là con này này. Đấy. Còn đây là con cicada, con này 14g, con này là con V60, con này là megara. Thực ra mà nếu để chuẩn nhất là megara này này, tại vì độ sâu của nó là khoảng từ 1 mét cho đến khoảng 1,5 mét, tùy mức độ tốc độ mình quay nhanh chậm khác nhau. Và nó vừa cái miệng của con cá ngừ nam. Con V60 này thì khá to, con này là con V5 DG4, con này là CC50, con đây là CC50 nhưng mà hàng tàu đấy. Con này thì rẻ, con này có chia đây 30.000, 25.000 có anh bàn cho. Còn con này là con mồi ruồi này, con này thì hơi nhẹ, nhưng mà con này nếu quay chậm một chút thì độ sâu nó cũng khá là sâu, 1,5 mét đến 2 mét nước. Nếu như mình quay chậm thì nó thậm chí còn có thể sâu hơn nữa. Và hay của con này là chỉ có một lưỡi, cho nên là đỡ mắc. Còn lại cả con khác ở trong này thì đều 2 lưỡi trước và sau. Nhưng mà theo mình, kinh nghiệm của mình thì mình thấy cái cách săn mồi của con cá ngừ nám này là nó chủ yếu là đuổi phía sau, cho nên là hầu hết các con cá mình câu được phải trên 90% là nó ăn cái lưỡi sau thôi, còn lưỡi trước hầu như cũng dính dáng. Do vậy nếu như mà cho thoải mái để cho tiết kiệm, mọi người nên tháo lưỡi trước đi, tháo lưỡi trước này cắt đi, có sử dụng một mình lưỡi sau thôi. Thứ nhất là nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất là cá vẫn bắt được, thứ hai là nó chống vướng tốt. Thì tùy địa hình, còn địa hình mình đánh ở thủy điện thì do ngăn sông là nước nó dâng lên ngập đồi núi, vì vậy là mỗi lần mình đi thuyền, đi ghe, đi thuyền để đánh thì chủ yếu là đánh trên ngọn cây ấy. Rất là hay mắc và rất là mất mồi rất là nhiều. Do vậy là đi câu cái thể loại này, nội dung là tính với môi thì rất là tốn kém. Nhưng mà mình thì chủ yếu là đam mê vui là chính nha. Do vậy là hầu như chủ nhật nào cũng đi cả. Có một điều rất đáng tiếc là chủ nhật hôm nay mình đi cũng được vì trời mưa to quá. Trời mưa to. Thứ hai là ban đêm mình đi chơi về rồi sáng mai dậy thì sẽ bị lủng lốp, mà mình đi thường 4 giờ sáng, do vậy là không khắc phục kịp. Như này là ở nhà luôn, cũng rất là thèm đi câu, nhưng mà cuối cùng chiều đánh về ở nhà. Và cuối buổi thì hôm nay thì mình cũng tranh thủ làm cái clip này để mình giới thiệu với mọi người một số về cái con môi như thế này để mọi người thấy như ở những cái vùng nào mà có cá đấy thì mình có thể sử dụng cho hợp lý. Còn đối với dây câu thì mình dùng loại này này. Mega Bra 9X, cuộn này là cuộn 150 m này, đường kính dây là 1.5 này. Nội dung là giá này hơi chát, con này là cuộn này là 395.000. Đấy, nhưng mà nó được có một đặc điểm là rất là mượt, rất là êm, và mình đánh máy đứng thì chưa bao giờ rỗi cả. Con này cái dây này chưa bao giờ rỗi cả. Còn leader thì mình dùng loại này này. Đấy, 16 lb. Cả cái thông số này mình cũng rõ lắm này. Nhưng mà nó tầm là leader của mình khá là nhỏ, nó tầm 3 chấm. Nhưng mà để đứt được leader này cũng khó lắm, nó dùng cả khoảng 5 kg thì bắt thoải mái rồi. Quan trọng là mình sử dụng drag điều tiết như thế nào, còn địa hình. Còn nếu địa hình cây cối quá mà đua với nó thì cũng chịu vài kg cũng đứt rồi. Cái cả nó cũng khá là mạnh lắm. Còn nếu như địa hình sông rồng cũng có cây cối thì thoải mái, mọi người yên tâm tháo đánh cái loại giấy đó. Quay lại với cả cốt môi này. Thì ví dụ như thường lúc nãy mình còn nói đến giờ. Tại sao bây giờ? Vì buổi sáng nếu mình cá này nó hay bắt mồi khoảng từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 8 rưỡi sáng, nên là nó đi săn mồi rất là sôi động. Này, và thường khi săn mồi đó thì nó vào các cái địa điểm gần bờ, nơi có cái mực nước là khoảng tầm 3 mét trở lui. Thì nó dồn cả con vào trong bờ và sau đó là nó đuổi, nó bắt mồi. Còn những cái giờ đó thì mình thường sử dụng những con mồi nhẹ đó, nó giống khoảng từ 8g cho đến 12g. Thì mình câu ở những cái mực nước càng nên mình nên câu con mồi nhẹ như thế. Đấy, bởi vì nếu mình quay chậm một cái nó xuống đáy thì hay bị mắc cả cái vật cản khác như là cành cấy đá hoặc là bao bì vân vân. Theo vậy là mình nên đánh con mồi nhẹ thôi. Còn 6-8 giờ thì cả nó có xu hướng càng đi ra sâu, ra những cái nồi nước sâu là một này, và thứ hai là những cái nơi mà nó có hang, có hầm để ẩn nấp ấy. Thì những nơi đó thường nước rất là sâu, cho vậy là mình phải sử dụng những con mồi nặng hơn, có trọng lượng nặng hơn. Ví dụ như con V60 này này, mọi người thấy con V60 này là nó có trọng lượng là 14g, hay là con Cicada này, con này cũng là trọng lượng là 14g. Nó dùng lằn sâu của Cicada này thì thuộc dạng vô địch, bởi vì nó rất là nặng là một, và thứ hai là cái cấu tạo của nó, cái tiết diện đó, nó lép nhau vẫn lằn rất là nhanh. Nên là cái cấu tạo vòng cung ở trên lưng này là nó cong, do vậy nó lắc rất là mạnh, cả nước và nó lắc, nó tạo cái action rất là đẹp. Thì đánh những cái con nó tâm mực nước sâu thì nó rất là hiệu quả. Còn những con như cái năm này thì cũng phải nói rằng hẳn là một vịt, nó lăn từ khoảng 1,5 m cho đến 1,5 cho đến 2,5 m với gông tua bình thường của mình đấy. Action cũng cực đẹp, kể cả mình quay chậm bao nhiêu thì action cũng rất là đẹp, do vậy là thu hút cá rất là nhiều. Còn bữa giờ mình đánh cái con Orichi này và con fis-sen này, chủ yếu mình đánh hai con, vì hai con này rất là dài. Nói dài thì cũng hạn đâu, cái loại này thì nó có rất là nhiều loại. Nếu như chúng ta mua hàng chính hãng là từ 60, 80 thậm chí là 120.000 một con. Lưỡi BBK để lưỡi chuẩn để câu các loài cá đó đấy thì rất là mắc, nhưng mà đấy là mình mua cái hàng nó tổng là hàng đều đấy, vẫn thường gọi là hàng đều đấy, nhưng mà đều thì đều thôi, nhưng mà cũng thưa sức để bắt cá. Mà mình hãy chọn cái con này này, ai sở thích như thế nào chọn thì chọn, cho mình hãy chọn con này bởi vì là nó có mất thì cũng không tiếc tiền nhiều. Con này nếu như mà phun lưỡi thì 25.000 một con thôi. Do vậy là nó mất cũng đỡ tiếc đấy. Còn cái loài thật hiện nay không phải thật đó, loài có nước sơn tốt một chút đấy, thì họ cũng đã bán 30, 35, 40, 50, 60, nói chung giá trên trời chỉ rất là nhiều vì bảng giá khác nhau. Nhưng mà mình chọn cái loài này, mình mua về như thế là mình câu cái loài này là mình cảm thấy nó hiệu quả này, hiệu quả nhiều thì mình sử dụng cái loài này thôi. Và thứ hai là mọi người ai đã từng xem cả cái clip của mình đi câu cảng Việt Nam thì mọi người đều thấy đấy, cái địa hình của mình cây cối rất là nhiều, cái xác suất mất và mắc mồi rất là lớn. Nếu như tỉnh bình quân là bữa giờ mình câu là hầu như hôm nào cũng có mất mồi cả, ít thì mất một vài con, hôm nhiều thì 5-7 con. Do vậy là nó rất là tốn kém. Do vậy là mình dùng cái loài rẻ tiền này cũng được, miễn là làm sao nó vẫn đảm bảo được các cái yếu tố về action là một này, thứ hai là nó không gãy, không vỡ, vẫn lên cả để chơi được. Do vậy là cũng cứ yên tâm để lên cả, không phải lo gì cả. Còn nếu ai có điều kiện thì cứ sử dụng con mồi bao nhiêu đó cũng được, hoặc là tùy đó, tùy địa hình. Nếu địa hình ở mọi nơi khác mà cảm thấy rộng rãi thoải mái thì mọi người cứ đánh những cái con nó có giá trị cao hơn, bởi vì là những con đó nói gì thì nó như tiền nào của đó mà nó ổn hơn. Ví dụ như con này là con V5 này, mình đánh cả cái địa hình nó chỉ có những vị trí nào mà có địa hình mà mình đã quen biết, đã đánh không mắc rồi thì mình mới dùng cái con này. Đấy, mình mới dùng cái con V5 này. Còn nếu những chỗ nào mắc thì mình sẽ không dùng con này, mình dùng con này mình đánh những cái địa hình quen thuộc và khó mất nhất thì mình mới đánh những con đó, bởi vì những con đó có giá trị cao. 120.000 con này thì con 80 này, con này cũng 80 này. Con CC50 này như thế, CC50 có một cái hay này, nó khoảng 1,5 mét nước trở núi thôi. Có tuy mình quay nhanh chậm khác nhau nhưng mà nó cái độ chim của nó như thế, còn nếu dừng lại thì nó nổi lên. Thì con này cũng con đánh rất là phù hợp với cả cái đền cây cối, nhưng mà nó cũng giá trị khá là cao. Nếu mọi người mà đi ghe đi thuyền đó thì đánh con đó có tư vì mắc, khoảng 1,5 mét thì mình có thể cứu môi được, có thể lấy môi được. Do vậy là cũng có vẻ là hiệu quả trong những cái việc câu cá người Nam này. Thì cái môi này, môi câu lóc của câu cá người Nam nếu được hết thì mình cũng thường sử dụng để câu cá người Nam rồi câu cá lóc rồi. Thì hôm nay mình làm cái clip này để giới thiệu cho mọi người những cái con mồi mà mình đã từng đánh. Còn là theo mình thấy mọi người kể thì họ đánh mồi thia cũng có, mình thì rất là ít sử dụng mồi thia, mà tôi cũng có một vài con, nhưng mà nó đặc điểm là cái mồi thia của mình thì nó khá là nhỏ. Đây mồi này, mồi chủ yếu đánh cá suối này. Cái con này đánh ngửa lá cũng tốt đấy vì nó hơi nhẹ, và làm ném nó không được xa là một, thứ hai là cái độ chìm cũng được sâu lắm. Con này nếu như mọi người đánh sát bờ thì rất là dễ đánh. Sát bờ thì vì nó cái thiết diện nó rộng như thế này cho nên nó không sâu lắm đâu, nó từ 50 cm cho đến 70 cm. Để mình quay nhanh một chút thì nó nổi quan tâm nó. Và nói chung là mình cũng chưa câu con này cho nó chưa lên cả, nhưng mà mình thấy mọi nơi thì họ câu con này. Thế mình cũng nói thế như vậy để cho mọi người biết. Con này con mồi ruồi này cũng được, mồi ruồi này câu người Nam cũng được, với những cái địa hình mà nó càng nên mình sử dụng con này. Con này cũng gần gần giống như con CC50, thả ra là nó nổi, nó quay thì nó chìm xuống. Và cái đầu chim của nó cũng khoảng tầm 1 mét trở đuôi thôi, và nó rất là nhỏ, rất là nhẹ. Con này thường sử dụng để đánh cần u lơ, nó có cái độ dẻo, độ này thì mới quan sát được. Còn mình thì mình đánh cái cân mơ lơ rồi đó thì đổi con mồi này thì hơi nhẹ. Thôi mình xin tạm dừng clip tại đây. Mọi người xem nhớ đăng ký để ủng hộ mình với nha. Hẹn gặp lại mọi người trong cả clip sau. Chủ nhật tuần sau mình sẽ cố gắng điều chuyển người Nam để post clip cho mọi người xem.